Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Hội nghị lần thứ 8 nhóm công tác dữ liệu lớn của tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao với chủ đề Quản trị dữ liệu, công cụ hiệu quả mới trong kiểm toán từ góc độ chất lượng dữ liệu. Tọa đàm khoa học tư vấn về chiến lược bảo tồn, phòng dựng, phục dựng và phát huy giá trị di sản kinh đô Hoa Lư bằng giải pháp khoa học và công nghệ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra một số vị trí xung yếu cấp bách chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Ninh Bình, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp tổ chức hội nghị lần thứ 8 nhóm công tác dữ liệu lớn của tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao ITOSAI với chủ đề Quản trị dữ liệu, công cụ hiệu quả mới trong kiểm toán từ góc độ chất lượng dữ liệu. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, đại diện một số bộ ngành trung ương và hơn 40 đại biểu là các đại sứ, đại diện 23 tổ chức quốc tế, các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới. Về phía tỉnh Ninh Bình có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh và một số sở ngành của tỉnh. Phát biểu chào mừng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước Việt Nam đến năm 2030 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu lực của hoạt động kiểm toán, thích ứng nhanh với các công nghệ mới, đặc biệt là dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, đảm bảo minh bạch, công khai và chính xác trong công tác kiểm toán, tăng cường năng lực chuyên môn và kỹ thuật của đội ngũ kiểm toán viên, trong đó hội nhập và hợp tác quốc tế sâu rộng là yêu cầu tất yếu giúp kiểm toán nhà nước Việt Nam nhanh chóng tiếp cận, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm kiểm toán công của thế giới để nâng cao năng lực hoạt động chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đồng thời tạo cơ hội để tham gia đóng góp một cách tích cực hiệu quả cho cộng đồng các cơ quan kiểm toán tối cao trong khu vực và trên thế giới. Đánh giá cao chủ đề của hội nghị lần thứ 8 của nhóm công tác về kiểm toán dữ liệu lớn của ITOSAI với chủ đề Quản trị dữ liệu, công cụ hiệu quả mới trong kiểm toán từ góc độ chất lượng dữ liệu. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tin tưởng hội nghị sẽ chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, qua đó giúp kiểm toán các nước, trong đó có kiểm toán nhà nước Việt Nam, nâng cao năng lực hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của quốc gia mình cũng như cộng đồng quốc tế. Trong những năm qua, nhóm công tác dữ liệu lớn của tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao đã có những bước phát triển đáng kể, đặc biệt là trong những hoạt động chia sẻ kiến thức về kiểm toán chất lượng cao thông qua việc sử dụng các công nghệ tiên tiến, đóng góp hữu ích cho cộng đồng ITOSAI nói chung và các thành viên nói riêng. Tại hội nghị lần này, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc lựa chọn với chủ đề Quản trị dữ liệu, công cụ hiệu quả mới trong kiểm toán từ góc độ chất lượng dữ liệu để các thành viên và quan sát viên của nhóm nghiên cứu chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về những thách thức, cơ hội, những bài học thành công và kinh nghiệm quý báu nhằm hoàn thiện công tác quản trị dữ liệu nói riêng và hoạt động kiểm toán dữ liệu lớn nói chung, góp phần thể hiện chí hướng cùng nhau định hình kiểm toán công của thời đại số. Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn đã giới thiệu một số nét khái quát về lịch sử, vị trí, địa lý và tiềm năng của tỉnh, trong đó nhấn mạnh trong những năm qua, Ninh Bình luôn duy trì được mức tăng trưởng khá. Từ năm 2022 đã trở thành tỉnh tự cân đối ngân sách và có điều tiết về trung ương, trở thành một điểm đến an toàn hấp dẫn, tạo được niềm tin cho du khách và các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Ninh Bình đang tập trung phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, động lực để trở thành một trong 8 tỉnh định hướng là thành phố trực thuộc trung ương, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, cơ bản đạt các tiêu chí và đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, tầm nhìn đến năm 2050 là thành phố trực thuộc trung ương, văn minh, hiện đại, thông minh, có bản sắc riêng, hội nhập sâu rộng vào mạng lưới các đô thị di sản, thành phố sáng tạo, trung tâm công nghiệp văn hóa trên thế giới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy tin tưởng hội nghị lần thứ 8 nhóm công tác về dữ liệu lớn của tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao tại tỉnh Ninh Bình sẽ góp phần và thành công chung đối với các hoạt động của tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao, giúp các thành viên chia sẻ kinh nghiệm về các phương pháp và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực dữ liệu lớn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán và điều hành quản lý ngân sách tài sản công. Đây cũng là cơ hội để tỉnh Ninh Bình quảng bá giới thiệu những giá trị văn hóa lịch sử, nét đẹp và tiềm năng của vùng đất con người Ninh Bình tới các đại biểu trong nước và quốc tế.
Hội nghị thu hút sự tham dự của các đại biểu đến từ các cơ quan kiểm toán tối cao và 3 tổ chức quốc tế là tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao nói tiếng Anh tại châu Phi, cơ quan sáng kiến phát triển của Intosai và nhóm công tác về công nghệ thông tin của tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Âu. Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tiến độ của nhóm công tác WGBD, tiến độ đề án nghiên cứu về ứng dụng dữ liệu lớn trong lĩnh vực dịch vụ y tế và an sinh xã hội, đề án nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo trong quy trình kiểm toán. Các cơ quan kiểm toán tối cao và các tổ chức quốc tế, các chuyên gia đã phát biểu tham luận nhằm chia sẻ kiến thức, những thách thức, cơ hội, bài học thành công và kinh nghiệm quý báu nhằm hoàn thiện công tác quản trị dữ liệu nói riêng và hoạt động kiểm toán dữ liệu lớn nói chung. Trong khuôn khổ hội nghị từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 sẽ diễn ra nhiều hoạt động tiếp xúc song phương bên lề, các chương trình thực tế tại thành phố Hà Nội và chương trình văn hóa tại tỉnh Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tỉnh Ninh Bình phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học tư vấn về chiến lược bảo tồn, phỏng dựng, phục dựng và phát huy giá trị di sản kinh đô Hoa Lư bằng giải pháp khoa học và công nghệ. Đồng chí Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đồng chủ trì tọa đàm. Cùng dự có các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, lãnh đạo, chuyên viên, Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, Cục Di sản Văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường. Phát biểu mở đầu buổi tọa đàm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, kinh đô Hoa Lư tồn tại 42 năm trong lịch sử, gắn liền với 6 đời vua của 3 triều đại Đinh, Tiền, Lê, Lý, giữ một vị trí vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước của dân tộc. Qua đó đã hình thành nên vị thế của cố đô Hoa Lư trong tâm thức, tinh thần của nhân dân. Trên cơ sở làm rõ những giá trị độc đáo trong kiến trúc, cảnh quan, những tác động, sự mai một của kiến trúc cùng với thời gian, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tỉnh Ninh Bình sẽ tập trung phục nguyên, phục dựng, phục hồi, bảo tồn, di sản hóa các kiến trúc, cảnh quan riêng có, giá trị văn hóa đặc sắc của cố đô Hoa Lư gắn với giáo dục truyền thống, bảo tồn di sản, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Để phát huy hơn nữa giá trị di sản cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tổ chức tọa đàm khoa học tư vấn về chiến lược bảo tồn, phỏng dựng, phục dựng và phát huy giá trị di sản kinh đô Hoa Lư bằng giải pháp khoa học và công nghệ. Thông qua tọa đàm nhằm tập hợp các nghiên cứu khoa học liên ngành về kinh thành Hoa Lư, đồng thời cung cấp thêm những tư liệu mới, những cơ sở khoa học quan trọng trong việc phỏng dựng, phục dựng hoàng thành Hoa Lư nói riêng, kinh đô Hoa Lư nói chung, tham khảo kinh nghiệm trong nước và quốc tế, nhất là kinh nghiệm của các quốc gia đã thành công trong việc bảo tồn, phỏng dựng, phục dựng các kinh đô cổ, đề xuất các ý tưởng, giải pháp có tính khả thi, có thể triển khai thực hiện việc phục dựng hoàng thành Hoa Lư nói riêng, kinh đô Hoa Lư nói chung, đóng góp vào phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội của tỉnh. Tại tọa đàm, báo cáo trung tâm với chủ đề đề xuất chiến lược nghiên cứu, phục hồi và phát huy giá trị di sản kinh đô Hoa Lư bằng giải pháp khoa học và công nghệ từ kinh nghiệm thực tiễn ở Việt Nam và trên thế giới của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Minh Trí, Viện Nghiên cứu Kinh thành, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã khẳng định. Cố đô Hoa Lư là hình ảnh phản chiếu sinh động dấu ấn trung tâm quyền lực đầu tiên của Đại Việt trong lịch sử, là nơi ghi dấu ấn phát tích của các triều đại phong kiến Việt Nam. Dấu tích kinh đô Hoa Lư đã bị phá hủy từ lâu, sử sách không có nhiều ghi chép, mô tả, nên hiểu biết về diện mạo, quy mô, cấu trúc và hình thái của kinh thành, cũng như không gian chức năng của kinh đô và lịch sử xây dựng các công trình là vấn đề vô cùng khó khăn và đối mặt với vô vàn thách thức. Vì vậy, nếu quyết tâm bảo tồn, phỏng dựng, phục dựng cố đô Hoa Lư, thì trước hết cần phải có chiến lược đầu tư dự án khai quật, nghiên cứu, khảo cổ học tổng thể khu di tích cố đô Hoa Lư và tổ chức thực hiện một cách chuyên nghiệp, bài bản khoa học, tuân thủ nguyên tắc, vừa khai quật, vừa bảo tồn, vừa nghiên cứu, so sánh, giải mã, giá trị di sản. Phân tích kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế về nghiên cứu khoa học, về quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị di sản khảo cổ học kinh đô, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Minh Trí cũng đề xuất về phương án, giải pháp quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị di sản kinh đô Hoa Lư bằng giải pháp khoa học và công nghệ. Trong đó, đầu tư dự án nghiên cứu quy hoạch bảo tồn, xây dựng bảo tàng khảo cổ học tại chỗ nhằm đưa cố đô Hoa Lư trở thành một bảo tàng sống về kinh đô đầu tiên của nhà nước Đại Cổ Việt trong lịch sử, trở thành điểm du lịch văn hóa mang tầm quốc gia và khu vực,
tập trung phỏng dựng quy mô, hình thái cấu trúc của kinh thành và không gian đô thị của kinh đô Hoa Lư, các công trình kiến trúc cung điện, lầu gác trong các không gian của kinh đô bằng giải pháp công nghệ 3D dựa trên tư liệu khảo cổ học, sử học và kết quả nghiên cứu so sánh. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Minh Trí cũng cho rằng cần có tư vấn chiến lược về nghiên cứu, quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản kinh đô Hoa Lư bằng giải pháp khoa học và công nghệ, tập trung tái tạo đô thị cổ trong không gian đô thị hiện đại, qua đó giúp hồi sinh di sản, có phần thực hiện thành công chiến lược phát triển văn hóa của tỉnh trong thời đại công nghệ hiện nay, đưa Ninh Bình trở thành đô thị di sản mang tầm quốc gia và khu vực. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng được nghe tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, lãnh đạo tỉnh làm rõ về mặt sử liệu, về vị trí, giá trị lịch sử của cố đô Hoa Lư, chiến lược bảo tồn, sự cần thiết phục hồi cố đô thành tài sản thiên nhiên kỷ, tài nguyên phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa của tỉnh Ninh Bình, đẩy mạnh nghiên cứu khảo cổ học, phục vụ xây dựng thành phố di sản thiên nhiên kỷ, đảm bảo tuân thủ công ước của UNESCO về bảo tồn di sản. Các ý kiến của đại biểu cũng đề nghị tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu sâu sắc di sản cố đô, tạo cơ sở dữ liệu di sản trên nền tảng công nghệ số. Quá trình phục dựng, phỏng dựng cần tạo điểm nhớ, điểm gợi mở, làm nổi bật điểm vĩ đại của kinh đô Hoa Lư xưa. Cách tiếp cận cần kết hợp giữa nghiên cứu, khảo cổ học lịch sử với đời sống văn hóa của di sản. Công tác phục dựng cần kết hợp giữa nguồn lực văn hóa truyền thống, phục vụ đời sống văn hóa đương đại, cần có sự hợp tác, đầu tư của nhiều ngành. Cần coi trọng yếu tố cộng đồng, người dân, bởi đây là đối tượng sống trong di sản, hưởng lợi từ di sản. Tỉnh cũng cần quan tâm sáng tạo những dịch vụ văn hóa hấp dẫn, khác biệt, độc đáo, biến di sản văn hóa từ tài nguyên thành sản phẩm văn hóa có giá trị cao. Cần nghiên cứu xây dựng kinh đô xưa thành công viên di sản rộng lớn. Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, sự phối hợp của Viện Nghiên cứu Kinh Thành, sự chia sẻ và tham gia nhiệt thành của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị góp phần vào thành công chung của tọa đàm. Qua các báo cáo và 7 ý kiến tham luận của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý phân tích các khía cạnh khác nhau về câu chuyện bảo tồn, phỏng dựng, phục dựng Kinh Thành Hoa Lư. Từ thực tiễn công tác nghiên cứu của các chuyên gia, nhất là các kinh nghiệm của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Kinh Thành Thăng Long đã gợi mở, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm để Ninh Bình xác định, xây dựng ý tưởng, giải pháp có tính khả thi để sớm triển khai xây dựng kế hoạch phục dựng Hoàng Thành Hoa Lư nói riêng, kinh đô Hoa Lư nói chung. Trong đó có những kinh nghiệm quý cần chú ý như đầu tư xứng tầm cho công tác nghiên cứu, đặc biệt là khảo cổ học, kinh nghiệm khai thác các di sản dưới hình thức bảo tàng hóa, kinh nghiệm kết hợp các giải pháp ứng dụng các thành tựu khoa học cho phỏng dựng, phục dựng, trùng tu, hồi sinh di sản. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, tỉnh Ninh Bình sẽ chủ động xây dựng, đề xuất những nội dung phối hợp cụ thể trên cả hai phương diện phục dựng và phỏng dựng kinh đô Hoa Lư, làm tiền đề để phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch, giáo dục truyền thống, bồi tụ niềm tự hào di sản cho thế hệ trẻ, tạo động lực cho công tác bảo tồn được tốt hơn. Tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục nghiên cứu để phục dựng, phục nguyên, bảo tồn, di sản cố đô Hoa Lư. Xây dựng một công viên, trung tâm đổi mới sáng tạo ngoài trời lớn nhất Việt Nam. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở địa phương với các cơ quan nghiên cứu khoa học, hiệp hội và cộng đồng các nhà khoa học. Trong lộ trình thực hiện mục tiêu này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, sự phối hợp chặt chẽ của Trung ương với địa phương, sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân để sớm thực hiện được mục tiêu phỏng dựng, phục dựng di sản cố đô Hoa Lư, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản, cùng Ninh Bình sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố di sản thiên nhiên kỷ, thành phố sáng tạo. Trước ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu sau bão, chiều nay, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra một số vị trí xung yếu, cấp bách, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra thực tế, nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác khắc phục tại huyện Gia Viễn và Hoa Lư. Cùng đi có đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh và các địa phương liên quan. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn đã nghe lãnh đạo các sở ngành địa phương báo cáo về công tác khắc phục hậu quả bão số 3 và hoàn lưu sau bão, ứng phó với tình hình mưa lũ.
tại huyện Gia Viễn đến trưa ngày 10 tháng 9, còn trên 100 hecta lúa bị ngập úng, trên 400 nhà dân bị ngập và cô lập, gần 200 hecta diện tích thủy sản bị nước tràn bờ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn đã kiểm tra thực tế công tác vận hành trạm bơm Gia Viễn và thực trạng nước lũ trên sông Hoàng Long. Lãnh đạo huyện Gia Viễn và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã báo cáo cơ chế vận hành trạm bơm, những tác động ảnh hưởng của lũ trên sông Hoàng Long đến đời sống nhân dân và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Theo đó, hiện lũ trên sông Hoàng Long đang ở mức báo động 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phân công nhân lực ứng trực 24/24 giờ để vận hành 10/12 máy bơm khẩn trương tiêu nước trong đồng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn đã kiểm tra tình hình úng lụt tại thôn Chi Phong, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư. Do chủ động, linh hoạt của cấp ủy chính quyền địa phương cũng như công tác tuyên truyền đến các hộ gia đình về diễn biến tình hình mưa lũ trên sông Hoàng Long được triển khai kịp thời nên giúp người dân nâng cao hiểu biết và chủ động các biện pháp ứng phó. Đến nay có 81 hộ dân ở thôn Chi Phong đã được di dời đến nơi an toàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực chủ động theo tinh thần 4 tại chỗ của địa phương, cơ quan đơn vị trong việc ứng phó với các tình huống sau bão số 3. Nhấn mạnh tình hình mưa lũ trên địa bàn miền Bắc nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng đang diễn biến phức tạp, vì vậy cấp ủy chính quyền địa phương, cơ quan đơn vị tiếp tục bám sát địa bàn, theo dõi diễn biến mưa lũ, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc khắc phục hậu quả bão số 3 và hoàn lưu sau bão, đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để cung cấp cho bà con bị ảnh hưởng, đồng thời tăng cường tuyên truyền, tập trung hỗ trợ di dời người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Các lực lượng chức năng tiếp tục phân công lực lượng rà soát các vị trí xung yếu trên địa bàn, chủ động chuẩn bị phương tiện, vật tư, lực lượng để sẵn sàng khắc phục, xử lý kịp thời mọi tình huống khẩn cấp xảy ra. Mỗi hộ gia đình, người dân nêu cao tinh thần chủ động, tích cực trong mọi tình huống để ứng phó tại chỗ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã đi kiểm tra công tác ứng phó với lũ tại các huyện Yên Khánh, Kim Sơn, cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các địa phương. Đoàn đã đi kiểm tra trạm bơm Đồng Én và Bến Đò 10, huyện Yên Khánh, nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo nhanh về tình hình và phương án ứng phó với lũ trên sông đáy. Theo đó, đến thời điểm 13 giờ hôm nay, mực nước trên sông đáy là 3,36m, dưới mức báo động 3 là 0,14m. Trước tình hình đó, ngành đã phối hợp với các đơn vị địa phương tăng cường công tác tuyên truyền tới nhân dân và cấm hoạt động của tất cả các bến đò ngang trên địa bàn, đồng thời sẵn sàng phương án ứng phó trong trường hợp mực nước dâng cao. Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác phòng chống ứng phó với lũ của các ngành, chính quyền và nhân dân, đồng thời yêu cầu các địa phương thường xuyên theo dõi cập nhật mực nước trên sông, tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều, thông tin kịp thời đến chính quyền và nhân dân để chủ động các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Đối với tuyến đê hữu sông đáy, đoạn qua địa bàn xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, hồi 10 giờ ngày 10 tháng 9 đã tiếp tục xuất hiện hai cung trượt gây diễn biến sạt lở trên mái đê phía đồng, nguy cơ sạt trượt rất lớn. Đoạn 1 có chiều dài 20m từ km 68+665 đến km 68+685. Đoạn 2 có chiều dài 17m từ km 68+628 đến km 68+645. Ủy ban Nhân dân xã Hùng Tiến, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiểu khu 2 đã huy động hàng trăm người, phương tiện máy móc triển khai kịp thời việc xử lý sự cố. Ghi nhận biểu dương tinh thần khẩn trương tích cực chủ động ứng phó với mưa lũ của chính quyền và nhân dân huyện Kim Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ, sớm khắc phục sự cố, kịp thời động viên và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia ứng phó, không chủ quan lơ là trước những diễn biến thời tiết. Đoàn cũng đã kiểm tra tại xóm 9 xã Thượng Kiệm nơi có 11 hộ dân đang sinh sống vùng ngoài đê. Để đảm bảo an toàn khi nước lũ dâng cao, địa phương đã tuyên truyền nâng cao cảnh giác trước tình hình mưa lũ đến toàn thể nhân dân, bố trí lực lượng tuần tra chốt trực tại nhà văn hóa xóm, đồng thời có phương án di dời người dân đến nơi an toàn. Dự báo mực nước trên sông đáy có thể dâng cao, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, theo dõi sát diễn biến mực nước, sẵn sàng chủ động các phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu, bố trí lực lượng phương tiện hỗ trợ sơ tán, di dời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả khi có tình huống thiên tai bất lợi xảy ra. Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các khu công nghiệp Khánh Phú, Gián Khẩu, huyện Gia Viễn và huyện Yên Mô.
Cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành địa phương có liên quan. Tại trạm bơm Cống Kem, đồng chí Nguyễn Cao Sơn đã kiểm tra việc vận hành tiêu nước cho khu công nghiệp Khánh Phú. Hiện nước từ hệ thống kênh điều hòa khu công nghiệp được tiêu thoát theo hệ thống Cống Kem và Cống Cái ra sông đáy. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đang tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan vận hành tối đa các cống tiêu thoát úng cho khu công nghiệp. Đồng chí đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tính toán hợp lý, chính xác việc vận hành thông suốt các trạm bơm, kịp thời tiêu thoát nước, đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Cao Sơn đã kiểm tra phương án tiêu thoát nước cho khu công nghiệp Gián Khẩu và một phần của huyện Gia Viễn tại trạm bơm Gia Chấn và trạm bơm Cung Sỏi. Để ứng phó, các đơn vị liên quan cùng chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ đảm bảo vận hành hiệu quả các trạm bơm đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước toàn khu vực. Hiện các trạm bơm đang huy động tối đa nhân lực tranh thủ thời gian khi mực nước bên ngoài còn thấp để tiêu nước. Kiểm tra tình hình phòng chống mưa lũ tại tuyến đê bối Hoa Tiên, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, đồng chí yêu cầu huyện Gia Viễn và ngành chức năng thông tin kịp thời đến người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã kiểm tra công tác chống úng lụt tại xã Yên Lâm, nơi có tuyến đê sông Hội và một số hộ dân phải di rời do thường xuyên chịu ảnh hưởng của nước lũ xả từ hồ Đồng Thái. Huyện Yên Mô đã tập trung chỉ đạo tổ công tác 4 tại chỗ để chủ động phòng chống ngập lụt. Đồng chí yêu cầu huyện thường xuyên cập nhật thông tin, chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Dự báo trong những ngày tới, thời tiết sẽ vẫn còn diễn biến phức tạp, có thể có mưa lớn, huyện cần tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu, đồng thời tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn đê điều, hồ đập, các địa điểm xung yếu trên địa bàn. Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công điện số 23 về việc tập trung triển khai ứng phó với mưa lũ. Công điện yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể, thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố tập trung triển khai một số nội dung sau. 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến và tình hình mưa lũ, thông tin kịp thời đến các tổ chức và người dân có hoạt động trên sông, ven sông, bãi sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, các bến đỏ ngang, đỏ dọc biết để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, tài sản, nghiêm cấm tàu thuyền neo đậu vào mái đê, kè mái đê, cột điện trên bãi sông, gây ảnh hưởng đến an toàn đê và lưới điện, tạm dừng hoạt động các bến đỏ ngang, bến phà trên sông cho đến khi lũ rút, nghiêm cấm xe có tải trọng lớn chạy trên đê. Tổ chức kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế các phương án hộ đê, phương án bảo vệ trọng điểm xung yếu, đặc biệt là các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục. Các công trình đang thi công dở dang theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng triển khai xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khi có lũ. Tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đê điều, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm theo đúng quy định của luật đê điều và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại thông tư số 01/2009. Kiểm tra, khơi thông hệ thống thoát nước trong khu đô thị, khu dân cư và vùng sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các công trình đang thi công ảnh hưởng đến tiêu thoát nước, sẵn sàng phương án tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. 2. Các sở ban ngành. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, tổ chức kiểm tra triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, công trình thi công dở dang, rà soát quy trình vận hành, đảm bảo chủ động khi có sự cố xảy ra, hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho lúa và hoa màu. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, hỗ trợ sơ tán dân, di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả khi có tình huống thiên tai. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy tăng cường tuần tra, yêu cầu các chủ phương tiện tổ chức neo đậu đúng nơi quy định, đảm bảo hành lang thoát lũ, an toàn giao thông đường thủy trên các tuyến sông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sở Du lịch đảm bảo an toàn cho phương tiện, du khách và dân cư ở các khu điểm du lịch. Sở Y tế phối hợp với địa phương xử lý các vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường, nguồn nước sinh hoạt, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm do mưa, lũ gây ra. Sở Giáo dục và Đào tạo có phương án đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, sinh viên và an toàn trường, lớp học trong vùng lũ.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh rà soát, thực hiện vận hành các hồ chứa nước theo quy trình vận hành được phê duyệt, thực hiện điều chỉnh mực nước hồ để chủ động đón lũ, bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình và cho vùng hạ du, thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Ninh Bình đảm bảo an toàn liên tục, kịp thời điện bơm tiêu úng, sản xuất và sinh hoạt. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, báo Ninh Bình, hệ thống đài truyền thanh các cấp tăng cường các thông tin về diễn biến của bão, mưa lớn, lũ, sạt lở đất, ngập úng đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Các sở, ban ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với các địa phương triển khai công tác ứng phó với mưa lũ theo quy định. 3. Tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh cũng đã tập trung vận hành hết công suất các trạm bơm đầu mối để tiêu thoát nước, đảm bảo an toàn hồ đập và toàn bộ diện tích sản xuất nông nghiệp. Lượng mưa đo được trên địa bàn huyện Gia Viễn từ đêm qua đến sáng nay là trên 200mm. Do nước sông lên nhanh, nên hiện nay tại các xứ đồng của các xã Gia Vân, Gia Hòa, Gia Trấn, Gia Tân, Gia Lập có trên 400 hectare lúa mùa bị ngập 2/3 cây, ngập phất phơ là 120 hectare. Để tiêu úng cho toàn bộ diện tích, chi nhánh khai thác công trình thủy lợi huyện đã vận hành hết công suất các trạm bơm. Chi nhánh phối hợp với lại các đơn vị dùng nước khoanh vùng các cái diện tích mà ngập úng sâu, vận hành cứu trước, triển khai tất cả trên địa bàn là khơi thông dòng chảy, tất cả các cái kênh mương, hệ thống nội đồng của các hợp tác xã và của công ty quản lý. Thì đến thời điểm hiện tại thì các cái kênh mương thì vẫn đang tiêu thoát tốt cho cái sản xuất nông nghiệp. Theo báo cáo nhanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh, đối với trên 30.000 hectare lúa mùa thì có khoảng 2.400 hectare bị ngập úng, ngập sâu trong nước, trong đó nhiều nhất ở hai huyện Gia Viễn và Kim Sơn. Trong những ngày qua, công ty đã vận hành 280 máy trên 66 trạm bơm để tiêu úng cứu lúa và hoa màu, tăng cường nạo vét mương máng, khơi thông dòng chảy, huy động tối đa máy bơm điện, bơm dầu để tiêu nước. Mùa mưa bão này 24/24 tất cả anh em tập trung hết đây để làm. Thì cứ thường xuyên là dọn bèo rác và vớt rác ở lưới chân rác, cả hai đầu và lưới từng máy một để đảm bảo cho thông thoáng máy và không bị tắc rác để nó chạy liên tục được. Do ảnh hưởng của mưa lũ nên lượng nước trong các hồ đập đang dâng cao. Theo đó, đến ngày 7 tháng 9, hồ Thác La đã mở toàn bộ 13 cửa tràn, điều tiết hồ Yên Đồng tràn 1 là 1 cửa, tràn 3 là 3 cửa. Đến 5 giờ sáng nay, hồ Đồng Trương đã mở 2 cửa tràn để điều tiết. Các trạm bơm đang tăng cường vận hành để đảm bảo an toàn các hồ đập cũng như ở vùng nội đồng. Hiện tại thì mực nước các hồ trên này đã từ mực nước tràn trở lên, trung bình từ 10 đến 90cm ở các hồ chứa đập dâng rồi. Đối với các cái vùng trạm bơm thì anh em cũng đã chỉ đạo cho anh em ở các cái công trình trực 100% vận hành các công trình để đảm bảo cho diện tích nuôi thả thủy sản vụ mùa và cây lúa vụ mùa. Thì trong đồng mực nước ở các cái điểm đầu mối công trình dao động 1m đến 1m2 thì hiện tại thì cũng vấn đề đây chỉ là sâu nước đang thiếu nước đệm, còn việc ngập úng để mà làm ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất thì là chưa xảy ra. Theo dự báo, mực nước trên các sông có thể tiếp tục lên do mưa lớn và lũ thượng nguồn đổ về. Công ty đã chủ động sẵn sàng các phương án, huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư để đảm bảo an toàn cho hồ đập cũng như sản xuất nông nghiệp. Ngày 10 tháng 9, tại thôn 8B, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Lữ đoàn Công binh 513 Bộ Tư lệnh Quân khu 3 phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Đại úy Nguyễn Đình Khiêm, Đại đội trưởng Đại đội 3 Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 513 Quân khu 3, hy sinh khi tham gia phòng chống cơn bão số 3 tại Quảng Ninh. Đồng chí Nguyễn Đình Khiêm là quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, vào hồi 8 giờ ngày 7 tháng 9, chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, đồng chí Nguyễn Đình Khiêm cùng đồng đội cơ động giúp nhân dân bản Pạt, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh ứng phó với bão số 3. Quá trình cơ động làm nhiệm vụ trong mưa bão, đồng chí đã bị cây đổ đè trúng, được đồng đội đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Liêu. Nhưng do bị thương quá nặng, đồng chí đã mất tại bệnh viện. Trong không khí tang thương, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước
quân đội, lực lượng vũ trang tỉnh và bà con lối xóm đã đến tiễn đưa và chia buồn với gia đình đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Khiêm đã nêu tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân, có phần tô thắm hình ảnh, truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Đồng chí đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ cấp bậc thượng úy lên đại úy. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm. Nhận thức đúng đắn vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua quyết thắng, Đảng ủy Lữ đoàn Phòng 0241 Quân đoàn 12 và các cấp ủy các cấp đã ra nghị quyết chuyên đề xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong đó, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Đây chính là những việc làm thiết thực nhất để đơn vị cụ thể hóa phong trào thi đua quyết thắng. Trước hết, đối với giai đoạn huấn luyện, chúng tôi làm tốt công tác chuẩn bị về thao trường, bãi tập, củng cố sổ sách giáo án, mô hình học cụ. Thứ hai, vào nội dung huấn luyện thì chúng tôi đã xây dựng tiến trình biểu kế hoạch phù hợp đối với từng đối tượng để nâng cao chất lượng huấn luyện. Đặc biệt là đối với chuyên ngành pháo không, chúng tôi đã tổ chức huấn luyện chặt chẽ để đảm bảo nội dung canh trực, canh gác. Thứ ba, chúng tôi làm tốt công tác cổ động thao trường, bãi tập, động viên cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn trong mọi điều kiện thời tiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, tổ chức hội thao giữa các trung đội để nâng cao chất lượng huấn luyện. Ngoài ra còn đơn vị đã xây dựng và làm các cái sáng kiến liên quan đến chuyên ngành pháo không. Xác định phong trào thi đua quyết thắng là động lực quan trọng góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh, đội ngũ cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn đã đề ra các hình thức, nội dung thi đua thích hợp với điều kiện của từng đơn vị, gắn các phong trào thi đua với các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, của quân đội, từ đó khơi dậy sự sáng tạo của cán bộ chiến sĩ, để từ đó mỗi người hăng say cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phấn đấu vươn lên để đạt những thành tích mới. Để thực hiện tốt các cái phong trào thi đua quyết thắng của năm cũng như là phong trào thi đua đột kích, phong trào thi đua thường xuyên thì Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn đã làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện có hiệu quả cái phong trào thi đua quyết thắng bằng những các cái mô hình để thực hiện như trận địa quyết thắng và các cái mô hình đơn vị điểm để trong xây dựng trong thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của đơn vị để nâng cao cái chất lượng công tác huấn luyện của đơn vị. Vì vậy là qua kiểm tra hàng năm của chỉ huy cấp, đặc biệt 6 tháng đầu năm 2024 là đơn vị đánh giá là lữ đoàn đạt đơn vị huấn luyện giỏi. Từ các phong trào thi đua, chất lượng thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực. Đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân được phát huy, tạo động lực thúc đẩy các cá nhân, tập thể không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm bản chất, truyền thống tốt đẹp và hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, lữ đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thì chúng tôi luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tuyên truyền vận động gia đình, bạn bè, người thân bà con nhân dân chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, nhất là luật nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân khi có lệnh của cấp trên về phòng chống lụt bão, giúp đỡ gia đình khó khăn, gia đình chính sách, xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh ổn định. Phong trào thi đua quyết thắng tại lữ đoàn đã có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực. 100% cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, đơn vị an toàn tuyệt đối. Hàng năm, lữ đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập. 3 năm liền từ năm 2021 đến năm 2023 được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi. Đây chính là động lực để cán bộ chiến sĩ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đội quản lý thị trường số 1 của Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cửa hàng kinh doanh thực phẩm tại phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình đã phát hiện hàng nghìn chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện hơn 3.300 chiếc bánh trung thu các loại không có nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc xuất xứ, phụ đề tiếng Việt theo quy định. Lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt hộ kinh doanh Mai Chí Cường về hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ với số tiền 17 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ các loại bánh vi phạm tại nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình. Triển khai tháng cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu năm 2024 đến nay,
Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã kiểm tra 34 vụ, xử lý 22 vụ việc, phạt tiền hơn 115 triệu đồng. Tịch thu tăng vật vi phạm có trị giá hơn 88,4 triệu đồng, gồm sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại, buộc tiêu hủy hơn 5.000 chiếc bánh trung thu các loại và 300 sản phẩm là thực phẩm chức năng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình xin được kết thúc tại đây. Thân ái chào tạm biệt.